Khói đen cuồn cuộn bốc lên nghi ngút tại khu vực các cơ sở nhựa nằm liền kề nhau. Đám cháy tỏa khói đen bao trùm cả khu vực rộng lớn. Ngày 7 tháng 8 năm 2024, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy lớn trên đường Bộ đội An Điền, xã Vĩnh Lộc A. Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy trên đường Bộ đội An Điền, nơi có các cơ sở nhựa nằm liền kề nhau. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Điện tại khu vực cũng được ngắt, có kiểm soát để đảm bảo an toàn. Do đám cháy lớn, lính cứu hỏa phải dùng máy bơm công suất lớn hút nước trực tiếp tại các ao gần đó để chữa cháy. Đến gần 20 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục cho vòi rồng phun nước vào bên trong khu vực cháy để làm mát, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Được biết, trước đó ngày 18 tháng 5, tại khu vực kho bãi này cũng xảy ra vụ cháy khiến một cơ sở cháy diện tích khoảng 185/200m², một công ty cháy diện tích khoảng 100/800m². Vụ cháy làm hư hỏng một máy tạo hạt nhựa, một máy bằm và 5 tấn nhựa phế liệu. Ngoài ra, vụ cháy còn làm khung sắt kho bãi đổ sập. Cũng theo người dân, khu đất có kho bãi này được chủ cho nhiều cơ sở thuê làm nhựa. Từ khi xảy ra cháy vào ngày 18 tháng 5, các cơ sở kho bãi này tạm ngưng hoạt động thì tiếp tục xảy ra cháy. Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ. Đường phố thành phố Hồ Chí Minh bỗng trở nên náo loạn vì vụ ẩu đả của tài xế xe buýt. Hai người mặc đồng phục xanh dương liên tục xé áo đánh nhau dữ dội với một người đàn ông khác. Nhiều người đi đường đã dừng lại để can ngăn. Chiều ngày 7 tháng 8 năm 2024, nguồn tin của báo Thanh Niên xác nhận đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ nội dung đoạn clip ghi lại cảnh tài xế và nhân viên xe buýt đánh nhau với tài xế ô tô công nghệ xé áo. Chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh hai người đàn ông mặc đồng phục màu xanh dương, quần tây đánh nhau dữ dội với một người đàn ông khác trên đường. Xung quanh, nhiều phương tiện qua lại bóp còi inh ỏi, nhiều người khác hiếu kỳ dừng lại xem và một số người đến can ngăn. Vụ việc gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Qua xác minh, hai người đàn ông mặc đồng phục là tài xế và nhân viên xe buýt, người đàn ông còn lại là tài xế ô tô công nghệ. Lúc 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe buýt này chạy trên đường Lý Thái Tổ. Khi đến đoạn gần vòng xoay Lý Thái Tổ quận 3 thì bất ngờ dừng lại, tài xế và nhân viên xe buýt xuống xe cự cãi với tài xế ô tô xe công nghệ, rồi hai bên lao vào đánh nhau. Liên quan vụ việc, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 đang phối hợp với Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác xã 19 tháng 5 xác minh làm rõ vụ việc. Một vụ cháy nhà dân xảy ra trong đêm 6 tháng 8 năm 2024 trên đường Quách Điêu thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh khiến khu dân cư nháo nhào di dời tài sản. Vài giờ sau, phát hiện nhà dân ở quận Tân Phú cháy và có người kẹt bên trong. Một tài xế xe tải đã tông sập cửa sắt để cứu người bị kẹt bên trong đám cháy. 4 người đã được giải cứu ra ngoài an toàn. Ngày 7 tháng 8, Công an huyện Bình Chánh và Công an quận Tân Phú đang điều tra làm rõ vụ cháy hai nhà dân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Lý Thánh Tông thuộc phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú nghe tiếng kêu cứu, chạy ra thì thấy căn nhà một trệt một lầu trên đường này đang cháy. Người dân huy động bình chữa cháy đến dập lửa cũng như cứu người mắc kẹt bên trong ra ngoài. Do cửa chính của căn nhà bị khóa nên người dân nhờ một tài xế xe tải đang chạy ngang qua đến hỗ trợ tông sập cửa để vào nhà cứu người. Trong lúc xe tải tông vào cửa sắt, người dân dùng thang đưa một người đứng ở ban công lầu 1 xuống đất an toàn. Cùng lúc đó, 3 người khác bị mắc kẹt, leo được lên mái tôn căn nhà và được người dân cứu thoát. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Nhiều tài sản bên trong căn nhà bị lửa thiêu rụi. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 8, người dân sống tại hẻm F12 Quách Điêu thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ngửi thấy mùi khét, kiểm tra thì thấy có khói tỏa ra từ bên trong căn nhà dựng bằng khung sắt, che chắn và lợp tôn tạm bợ. Lúc này, mọi người hô hoán huy động bình chữa cháy mini kéo ống nước dập lửa, nhưng bên trong căn nhà chứa toàn vật liệu dễ cháy là giấy nên ngọn lửa bùng phát mạnh. Công tác chữa cháy tại chỗ không thành, một số nhà dân gần kề hiện trường sợ cháy lan, hốt hoảng di dời tài sản ra ngoài. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt, bảo vệ thành công các nhà dân xung quanh. Theo người dân, căn nhà xảy ra cháy chuyên làm bao bì giấy. Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà đóng cửa, bên trong không có người. Ghi nhận tại hiện trường, bên trong căn nhà cháy có một số máy móc công nghiệp loại lớn, nhiều tài sản tại đây bị lửa cháy thiêu rụi. Trưa 7 tháng 8, nhân công được thuê đến thu dọn những vật dụng tài sản bị lửa cháy hư hỏng trong nhà ra phía ngoài, đưa lên xe ba gác máy chở đi xử lý. Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ hai vụ cháy nhà dân đang được công an làm rõ. Sáng 7 tháng 8 năm 2024, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang.
Vi là bị cáo trong vụ án bắt cóc hai bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, được công an triệt phá vào ngày 8 tháng 4 năm 2024 vừa qua. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và 5 năm 6 tháng tù về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Vi là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến sự phát triển thể chất bình thường của trẻ em được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Do đó, cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Theo hồ sơ tháng 10 năm 2023, thông qua một ứng dụng hẹn hò, Vi quen biết và có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard, chưa rõ lai lịch, được cho là đang ở Mỹ. Sau đó, Richard nhắn tin đề nghị Vi tìm các bé gái 6 đến 12 tuổi để dụ dỗ quay clip khiêu dâm, gửi cho Richard. Đổi lại, ông ta sẽ cho Vi tiền. Richard hứa hẹn sẽ về Việt Nam cưới Vi làm vợ. Đến tháng 3 năm 2024, Richard gửi cho Vi $500 và hứa khi đào Vi tìm được bé gái thì sẽ thuê căn hộ cho Vi ở để quay clip sex. Sau đó, Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất thì gặp và trò chuyện với một cháu bé 6 tuổi, thường xuyên ở khu vực này xin tiền vào buổi tối. Nói chuyện xong, Vi cho bé 10.000 đồng để làm quen rồi Vi về nhà trọ ở quận Tân Bình. Vào tối 3 tháng 4 năm 2024, Vi đến trước khu vực 161 Đồng Khởi thì gặp lại cháu bé cùng em 3 tuổi đang ngồi vỉa hè nên đến nói chuyện rồi cho hai bé 10.000 đồng. Vi dụ hai bé đi ăn kem và gà rán rồi chụp hình hai bé gửi cho Richard thì người này đồng ý chọn bé 6 tuổi. Do thấy bé 3 tuổi còn nhỏ không ai trông coi nên Vi dẫn đi cùng. Vi dẫn hai bé đi bộ qua nhiều đường từ quận Nhất sang quận 8. Vừa đi, Vi vừa nhắn tin với Richard trao đổi về chỗ ở. Một lúc sau, Richard nhắn tin thông báo đã thuê một căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22 quận Bình Thạnh. Richard thuê căn hộ này thông qua ứng dụng cho thuê căn hộ. Sau đó, Richard hướng dẫn Vi cách sử dụng căn hộ. Cáo trạng xác định, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 2024, khi bắt cóc hai bé và ở cùng tại chung cư trên, Vi đã quay 12 đoạn clip khiêu dâm để gửi cho Richard. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2024, công an vào căn hộ giải cứu thành công hai bé và đưa Vi về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi như trên. Đối với người đàn ông tên Richard, cơ quan điều tra xác định người này đang ở Mỹ và chỉ đạo qua ứng dụng Zalo cho Vi thực hiện hành vi phạm tội như trên. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có các văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị tương trợ tư pháp gửi Bộ Tư pháp Mỹ để xác minh, ghi lời khai với Richard. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả trả lời. Đồng thời, cơ quan điều tra đã gửi hồ sơ tài liệu đề nghị văn phòng Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền phê duyệt yêu cầu đăng ký người thuộc diện chú ý xuất nhập cảnh với Richard. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm đối với đối tượng Richard.